Một tàu chở dầu thô bị phiến quân Houthi ở Yemen tấn công gần đây được cho là đang bị rò rỉ dầu, nhưng các thùng dầu thô ở trên tàu vẫn còn nguyên vẹn. Đó là tuyên bố của người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabri Nasim hôm 29 tháng 8. Tàu chở dầu mang theo 1 triệu thùng dầu thô. Hiện giờ những chiếc thùng đó vẫn còn nguyên vẹn. Bản thân con tàu đang bị rò rỉ một ít dầu từ vị trí va chạm. Vẫn còn một đám cháy đang diễn ra, hoặc là nhiều đám cháy vẫn đang bùng cháy trên chính con tàu đó. Houthi cũng đã công bố một video vào cùng ngày được cho là cảnh tàu chở dầu Sunyan treo cờ Hy Lạp bị tấn công và đốt cháy ở Biển Đỏ. Con tàu đã bốc cháy kể từ ngày 23 tháng 8. Đến hôm 28 tháng 8, Houthi cho biết họ sẽ cho phép các đội cứu hộ kéo tàu đến nơi an toàn. Một động thái có thể giúp tránh được những gì mà các chuyên gia cảnh báo là một vụ tràn dầu thô thảm khốc lên tới 150.000 tấn. Khi các hoạt động cứu hộ bắt đầu trên Sunyan, Phái bộ Hải quân Biển Đỏ của Liên minh châu Âu-EU, Aspides cho biết không phát hiện thấy sự cố tràn dầu nào. Houthi đã tiến hành hơn 70 cuộc tấn công vào các tàu thương mại để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở dải Gaza. Trong chiến dịch kéo dài 10 tháng của mình, nhóm này đã đánh chìm 2 tàu và làm thiệt mạng ít nhất 3 thành viên thủy thủ đoàn. Điều đó đã làm gián đoạn hoạt động thương mại toàn cầu, khiến các tàu phải tránh tuyến đường tắt quan trọng là kênh đào Suez. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.